Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ dẫn cách để các bạn cài chứng chỉ ở trên iPhone để các bạn có thể hack được Bluetooth 21 ở trên iPhone nhá. Hiện tại thì cái máy này của mình đã cài chứng chỉ thành công, và sau khi cài chứng chỉ thành công thì mình có thể cài được hack. Đó, mình đang test trực tiếp vào trên con iPhone 6s của mình nhá. Và mình đang sử dụng cái phiên bản Delta Lite, một cái phiên bản rất là VIP. Các bạn có thể nhìn thấy nhá, phiên bản này thì không cần phải get key, và các bạn vào thì nó tối giản, rất là tối giản nhá. Thì mình sẽ không nói nhiều về cái phiên bản Delta Lite này nữa. Link tải phiên bản này thì mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Còn chủ yếu trong video này thì mình sẽ dẫn cách để các bạn cài chứng chỉ cho cái iPhone này. Đó, để cài được chứng chỉ thì các bạn sẽ bấm vào cái link chứng chỉ mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Các bạn bấm vào và làm theo hướng dẫn của cái link là các bạn sẽ sở hữu được cái link chứng chỉ này thôi. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái Sarafia nhá. Các bạn đợi một chút. Mình sẽ sử dụng Sarafia và mình sẽ dán cái link chứng chỉ vào đây. Sau đó thì mình sẽ tìm cái link chứng chỉ này. Đó, các bạn sẽ mở cho mình cái link chứng chỉ này nhá. Các bạn mở lên thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Ở cái bước đầu tiên này thì các bạn sẽ tải cho mình, nó tải cho mình cái khởi DNS này. Đó, các bạn tải cho mình cái khởi cấu hình DNS về, và các bạn tải cho mình cái file ensign. Đó, ensign đây. Đó, tất cả đây là tất cả những cái ensign mà nó có thể sử dụng được. Thì các bạn sẽ tải về cho mình. Thì sau khi các bạn tải xong thì các bạn sẽ vào cái thư mục cài đặt cho mình. Vào cài đặt nhá, vào cài đặt này. Sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái thư mục cài đặt chung quản lý VPN và thiết bị cho mình. Đó, các bạn sẽ bấm vào cái khởi DNS này. Các bạn sẽ bấm cấu hình cho mình. Đó, mình đã tải rồi thì mình sẽ không cần phải tải nữa nhá. Thì các bạn sẽ bấm vào và các bạn nhập cho mình cái mật khẩu iPhone của các bạn, là các bạn sẽ cài đặt cấu hình cho cái phiên bản này. Sau đó thì các bạn sẽ tải cho mình cái ensign. Đó, tải cho mình cái ensign nhá. Đó, tải cho mình cái ensign này. Và các bạn sẽ phải tải cho mình cái file ensign counter. Đây, cái file ensign counter nó là cái file này nhá. Các bạn sẽ tải cho mình cái file ensign counter này. Sau khi các bạn tải tất cả những cái mà mình nói rồi thì nó sẽ có một cái thư mục là ensign màu xanh. Đó, nó sẽ có một cái thư mục ensign màu xanh như này. Thì để mở được cái thư mục ensign màu xanh thì các bạn sẽ tiếp tục vào cài đặt và cài đặt chung cho mình. Các bạn sẽ tìm đến cái thư mục ensign counter này, các bạn bấm vào và các bạn sẽ bấm tin cậy cho mình. Các bạn bấm tin cậy thì ngay lập tức nó sẽ mở được cái thư mục này lên. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm này. Đó, bấm vào dấu ba chấm này, bấm nhập cho mình, bấm vào mục gần đây. Đó, bấm vào gần đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhập cho mình cái file ensign counter vào. Đó, các bạn có thư mục ensign counter rồi thì các bạn sẽ vào ensign counter và các bạn giải nén nó ra. Sau đó các bạn vào cái thư mục mà các bạn vừa giải nén, các bạn sẽ bấm vào cái ken P12 cho mình. Sau đó các bạn bấm nhập kho chứng chỉ. Đó, như vậy là cái máy này của mình nó đã có chứng chỉ, là các bạn có thể cài được tất cả những cái tựa game có trên iPhone. Ok nhá, đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách cài chứng chỉ cho iPhone. Thì mình xin dừng clip đây. Còn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ với giúp mình để có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhỏ như thôi. Cảm ơn sự ủng hộ. Ok, bye, chào mọi người.